Hi, xin chào các bạn. Trong video này mình mời các bạn unbox cũng như là review chiếc đồng hồ Seiga Designs, một trong những cái chiếc đồng hồ mới nhất mà họ vừa mới release vào tháng 2 năm 2021 này. Chiếc đồng hồ này có tên đầy đủ là Seiga Designs X Series phiên bản Great F. Ok, và các bạn có thể thấy ở đây là cái chiếc hộp của mẫu đồng hồ mình muốn gửi các bạn trong video này, dòng chữ Seiga Design. Về cách packaging của chiếc hộp này thì nó cũng khá là cơ bản thôi. Người dùng cũng sẽ có cái tên của chiếc đồng hồ, product name Seiga Design Mechanical Watch X Series Gorilla Orange, và ở ngoài nó là như vậy. Còn chúng ta sẽ bắt đầu mở hộp nó ra. Bên trong thì sẽ có hai cái miếng mút xốp để bảo vệ cho chiếc đồng hồ. Ở sau thì người dùng sẽ có tên, có mã QR, cùng với đó là một vài cái thông tin đi kèm. Khi mà lấy cái hộp đồ này ra thì các bạn sẽ thấy chiếc đồng hồ này, tên đầy đủ của nó, Seiga Design Mechanical Watch X Series Great F. Và khi mở cái trang đầu tiên của cái hộp này thì mình sẽ có là những cái logo cũng như là những cái giải thưởng mà Seiga Design đạt được, cùng với đó là một cái hình tròn nơi chúng ta có thể nhìn thấy được cái chiếc đồng hồ bên trong. Và khi mở nó ra thì mình sẽ có một cái đồng hồ Seiga Design ở đây, cùng với đó là hai cái dây đi kèm. Và bên đây, để mình sẽ zoom vào sâu hơn cho các bạn có thể xem được, đó chính là những cái thông tin chi tiết mà chiếc đồng hồ này có được. Người dùng còn sẽ có thêm một vài cái thông tin khác về cái bộ máy bên trong, như là các cái thông tin chi tiết khác, thì mình sẽ giới thiệu cái phần đó ở trong lúc unbox cũng như là trong lúc review chiếc đồng hồ này, và chúng ta sẽ cùng qua đến nhân vật chính. Và khi thấy chiếc đồng hồ này á, thì ngoài việc các module chính thì người dùng còn được trang bị hai cái bộ dây đi kèm. Một là bộ dây cao su khá là chắc, và mình nghĩ là cái bộ dây cao su này, cái tổng quan nhìn sơ qua thì mình đoán là nó cũng sẽ khá là bền trong cái quá trình sử dụng so với những cái bộ dây cao su phổ thông mà mình đã từng sử dụng qua. Cùng với đó là một bộ dây NATO cũng có Seiga Design, có cái logo Seiga Design ở đây. Cùng với đó là đây sẽ có cái phần kim của nó sẽ được dập từ thép không rỉ nguyên khối thay vì là một cái tấm thép được cuộn lại, thì từng cái chi tiết nhỏ trên cái chiếc đồng hồ này cũng đã chứng minh được đây sẽ là một cái sản phẩm vô cùng tốt. Và bây giờ thì mình sẽ lấy nó ra để lắp bộ dây vào cho các bạn có được một cái nhìn tổng thể về chiếc đồng hồ này nhé. Vì đây là một chiếc đồng hồ với cái phần khóa được thiết kế theo kiểu là quick release, cho nên là mình nghĩ người dùng sẽ khá là dễ dàng để sử dụng cũng như là khá là dễ dàng để thay dây. Ok, và mình sẽ lật sang cái trang sau để xem người ta sẽ giới thiệu cái gì. Ở đây thì ở cái trang gần cuối thì mình sẽ có là thì người ta sẽ hướng dẫn chúng ta một vài cái bước sử dụng nhanh, và cái trang cuối cùng là một vài cái lưu ý cơ bản trong quá trình sử dụng cũng như là một vài cái gợi ý của nhà sản xuất cho người dùng làm sao có thể bảo vệ chiếc đồng hồ mình tốt hơn. Cùng với đó là một cái tấm quality card để người dùng có thể đem chiếc đồng hồ mình để bảo hành. Cùng với đó là một cái bức thư đến từ founder of Seiga Design, người ta cũng có ký tên. Tổng quan về cái mặt packaging thì mình thấy Seiga Design làm khá là tốt, và mình nghĩ thì các nhà sản xuất đồng hồ ở thời điểm hiện tại nên packaging cái sản phẩm của họ như thế này, tại vì nó dễ dùng và nó thân thiện với người dùng hơn cái cách là họ nhồi nhét quá nhiều thông tin vào trong mỗi cuốn sổ sử dụng như hiện tại.
Và bây giờ mình sẽ nói về cái lý do mà chiếc đồng hồ này được tạo ra khoảng 2 năm thiết kế và hoàn thiện. Thì đến tận tháng 2 năm 2021, Seiga mới bắt đầu gửi đến người dùng những cái sản phẩm đầu tiên thuộc bộ sưu tập là X-Series Great F của họ. Và mình cũng thấy khá là may mắn khi có thể được nói rằng mình là một trong những người đầu tiên ở thời điểm hiện tại có thể unbox mẫu đồng hồ này và gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Và quay lại với mẫu đồng hồ Seiga X-Series Great F thì nó chứa khá là nhiều công nghệ mà mình sẽ giới thiệu với các bạn ngay bây giờ. Đầu tiên đó chính là công nghệ chống sốc, mà theo nhà sản xuất công bố, đây sẽ là một trong những chiếc đồng hồ có cái khả năng chống sốc số 1 thế giới hiện tại. Và cái hệ thống chống sốc này thì sẽ được lấy cảm hứng từ những chiếc SUV cao cấp. Như các bạn có thể thấy, mẫu đồng hồ này được cấu tạo bởi hai cái phần khung vỏ độc lập với nhau, và cái phần module bên trong được kết nối với cái phần case bên ngoài dựa vào bốn cái con ốc ở bốn cạnh. Và cái chi tiết này, nếu như mà các bạn có thể có được cái phần bản vẽ cũng như là cái phần mặt cắt ngang của chiếc đồng hồ này thì đây sẽ là bốn cái lò xo thì giúp cho chiếc đồng hồ này có thể triệt tiêu được cái trọng lực ở cái phần chiều dọc. Theo mình đánh giá thì cái hệ thống này có thể giảm được hầu hết cái phần ngoại lực tác động vào đồng hồ theo chiều dọc, có nghĩa là nó có thể chịu được tác động khi các bạn đánh tennis hoặc các bạn thực hiện những cú swing trong golf. Tuy nhiên trong quá trình mà khi các bạn vung tay theo mình thấy thì cái hệ thống này nó chưa tối ưu được. Nếu như mà các bạn chơi boxing với cái lực đấm của các bạn thì cái phương nó sẽ tác động từ phần nắm chỉnh giờ khóc 3 giờ đến phần chỉnh giờ, thì trên chiếc đồng hồ này mình chưa phát hiện được cái hệ thống chống sốc của nó. Vì thế thì mình sẽ trải nghiệm chiếc đồng hồ này một thời gian để xem cái hệ thống chống sốc của nó có thực sự là hiệu quả hay không. Tuy nhiên thì so với các cái mẫu đồng hồ hiện nay thì người ta sử dụng cái hệ thống chống sốc là EcaBlock, hay là trong các cái hãng như là Seiko thì DualShock, thì cơ bản thì người ta sẽ sử dụng một cái lò xo cũng trực tiêu lực theo chiều dọc ở cái phần balance wheel. So với cái cách chống sốc truyền thống trên những chiếc đồng hồ đó thì mình thấy chiếc đồng hồ này nó có thể trực tiêu được lực tốt hơn. Thì để mình đeo một thời gian để xem như thế nào, và sau đó mình sẽ có một video chia sẻ với các bạn một cách cụ thể và chi tiết hơn. Và nếu như mà đã nhìn vào cái bộ máy của chiếc đồng hồ này thì mình sẽ nói sơ qua về các cái thông số kỹ thuật cũng như là những gì mà nó mang lại cho người dùng. Thì đây sẽ là một cái bộ máy được Seiga tự phát triển, nó có tên gọi là Seiga X01. Về các cái thông số kỹ thuật thì mình thấy nó cũng khá là ổn trong tầm giá. Tần số dao động của mẫu đồng hồ này sẽ ở mức 24.600 VPH, độ trượt gót 40 giờ 25 chân kính, cùng với đó là cái độ sai số khoảng từ 15 tới cộng 30 giây mỗi ngày. Tuy nó chưa có đạt được cái tiêu chuẩn như một chiếc đồng hồ Swissmatch, tuy nhiên so với các cái mẫu đồng hồ Nhật Bản thì đây sẽ là một cái thông số kỹ thuật tốt trong tầm giá. Về độ hoàn thiện cũng như là các cái chi tiết mà thiết kế bộ máy thì mình khá là đánh giá cao Seiga X01. Các bạn có thể thấy là các cái chi tiết được mài bóng hay làm nhám đều khá là kỹ, thì đây có thể được xem như là mẫu đồng hồ hiếm hoi có cái độ hoàn thiện cao đến như vậy. Và để nói về phần mặt số của Seiga X-Series Great F, mình thấy nhà sản xuất đã hoàn thiện cái mặt số này khá là kỹ lưỡng và trau chuốt. Trong phần thiết kế, cái phần dạ quang được sử dụng trên chiếc đồng hồ này được sử dụng đó chính là Swiss Super Luminova. Qua đó các bạn thấy là Seiga đã khá là đầu tư về phần nguyên liệu để sản xuất ra chiếc đồng hồ được xem như là đầu bản của họ. Tuy nhiên thay vì được khắc họa trên cái phần bột kim và cộng số như cái mẫu đồng hồ truyền thống thì trên Seiga Design X-Series thì họ đã phủ cái phần dạ quang lên cả khung vỏ, cái khung X của họ đã tạo ra một cái hình chữ X khá là đẹp. Thì cùng với đó, trên cái bộ kim hình lưỡi kiếm cũng được nhà sản xuất tô đậm bằng cái phần dạ quang ở hai đầu. Và với cái thiết kế này thì đây sẽ là một trong những mẫu đồng hồ hiếm hoi mà các bạn có thể tìm được trong cái tầm giá khoảng 300 đô mà nó có được một cái signature design như là Seiga Design X-Series.
Cùng với đó thì ở góc bây giờ các bạn sẽ thấy là cái tên Sega Design của nhà sản xuất. Ở cái mặt hai bên đó, thì nếu như mà mình xoay sang cái phía bên phần núm chỉnh giờ thì các bạn sẽ thấy bên cạnh cái núm chỉnh giờ đó chính là cái logo C, chữ C của Sega Design. Cùng với đó thì trên cái núm này thì nhà sản xuất cũng có khéo léo làm thêm cho nó một cái vòng cao su để người dùng có thể có được cái độ chắc chắn trong khi chỉnh giờ cũng như là trong khi lên code. Đối với cái bộ dàn cao su lúc nãy mình đã lắp vào thì mình thấy cái chất lượng nó cũng khá là tốt. Tuy nhiên khi được cầm cái bộ dây NATO trên cái chiếc đồng hồ này và được trải nghiệm nó thì mình thấy đây là một cái bộ dây NATO được may cũng khá là dày, và cái bộ khóa bên trên thì được nhà sản xuất sử dụng một cái chất liệu là titanium, nó cũng giúp cho chiếc đồng hồ này có được cái độ bền tốt hơn. Và chiếc đồng hồ này sẽ được sử dụng khóa kim có cái logo Sega Design ở trên. Và theo mình đánh giá cũng như là một vài người bạn của mình trong thời gian gần đây, người ta cũng có phàn nàn từ là người ta cũng có phàn nàn về cái bộ khóa kim trên những chiếc đồng hồ, là ở thời điểm hiện tại thì người dùng sẽ không nên sử dụng những chiếc đồng hồ khóa kim nữa. Tại vì nếu như mà các bạn trong quá trình sử dụng các bạn đeo ra đeo vào thì nó sẽ tăng cái khả năng mà để cho các bạn bị làm rơi đồng hồ trong cái quá trình đeo á. Thì đối với những chiếc đồng hồ khóa kim ở thời điểm hiện tại thì mình thấy nó cũng không có recommend người dùng nhiều lắm. Tuy nhiên thì ở cái phân khúc giá tầm $300 như chiếc Sega Design X-Series này thì mình cũng thấy là thôi ok, đây cũng là một mức giá có thể chấp nhận được. Tuy nhiên nếu như các bạn có điều kiện hơn thì các bạn có thể tự custom một cái bộ khóa bướm, nó có cái sự dễ dùng, cái độ thuận tiện. Cùng với đó, đó chính là nó giảm được cái nguy cơ mà các bạn làm rơi đồng hồ trong quá trình đeo. Và để tổng kết lại video này thì mình giá tổng tầm giá khoảng $300 thì Sega Design Grade S X-Series là một cái mẫu đồng hồ mình thấy khá là đáng sử dụng nếu như bạn là một người đã có nhiều mẫu đồng hồ muốn tìm cho một cái trải nghiệm mới. Tuy nhiên nếu bạn là một người dùng đầu tiên cũng như là bạn là một người dùng phổ thông thì mình nghĩ đây sẽ không nên là mẫu đồng hồ đầu tiên của bạn. Tại vì cái bộ máy Sega X01 dù gì đây cũng là một bộ máy mới do Sega tự sản xuất. Cùng với đó thì người dùng cũng chưa có quá là có nhiều cái feedback của cái chiếc đồng hồ này trong quá trình sử dụng. Vì thế để an toàn thì mình nghĩ nếu như bạn hướng tới một mẫu đồng hồ đầu tiên của mình thì các bạn nên tìm tới những cái brand như là Seiko, Orient. Còn nếu bạn là một người thích sự mạo hiểm cũng như là thích những cái gì đó mới lạ thì chiếc đồng hồ trên tay lúc này đây của mình thì nó sẽ là một sự lựa chọn mà không nên bỏ qua. Các bạn nghĩ sao video này? Hãy comment dưới mình được biết nhé. Ngoài đó, nếu như mà các bạn thấy video này hay thì hãy like, share cũng như là subscribe cho kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.